Để mở đầu chương trình giao lưu, Quyền Lê xin mời anh cố vấn Phụng Võ hát với kênh Phụng Võ 52 ạ. Em xin mời anh hai Phụng Võ nghe một bài Nước chảy về đâu ạ, nằm trong YouTube của Phụng Võ 52. Hiểu gì mới qua tới hạn, nước lớn mới vô dạo, các gì cấp xuồng qua đây mỗi tay giữ hả? Không có đâu anh hai, má trai em đem mấy cái bánh má nấu hồi sáng, anh với thằng Lê ăn nha. Lâu lâu má cũng muốn nấu nước món gì đó gửi ra cho anh, má thương anh như con ruột vậy đó. Nhưng mà nếu má không có sai bảo gì thì thỉnh thoảng em cũng muốn chống xuồng nhỏ ra. Tôi cũng có quen rồi, mà với gì đừng lo. Cứ mỗi đêm mưa dầm gió lòng mang, má rưng rưng nước mắt cứ có cả nhà. Ở đây tôi cũng có sớm gì, nhà của anh đã bao năm rồi không thay đổi, chỉ hai em bỏ đi về một phương trời xa lạ mà anh vẫn ôm mang một giấc mộng không tan. Cái gì thương tôi mà nghĩ vậy, chứ tôi sống như vậy cũng quen rồi, cũng giống như vợ tôi đi đâu xa dài ba bữa vậy mà. Vì tôi nè cán chắn có chị hai em vẫn mang ở đây, từ sau lần đi chợ mua đồ cung đình cho má, tôi vẫn còn nghe mùi hương tân tóc nguyện ở đâu đây trong mai lá dừng chưa buồn. Chiếc áo bà ba vừa bước qua tìm anh dòng tường chứa chị
chửi non không thể nào hiểu được khi ai tâm hồn đang hòa chung làm một thì dẫu xa muôn trùng nhân dân ở bên nhau. Anh trai Thọ Lâm còn đó không anh? Chào mùi mùi gió phùng. Anh hai, vì anh quá thân chị hai em nên lúc nào và bất cứ ở đâu anh cũng đều nghĩ là có chị của em bên cạnh. Sao anh không nghĩ đến những người khác cũng đang ngày đêm lo lắng cho anh? Vì hỏi tôi biết hỏi ai đây? Câu duyên nợ do trời cao đã định, nếu có thương tình quyền linh em dân đời.
Quyền Lê vừa hát dễ YouTube của anh Phụng Võ 52 ạ. À.